giám sát về vấn điện cho hộ nghèo thu nhập thấp và thông tin năng lượng trong nước. Thanh niên với sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả ngành dầu khí. Thông tin năng lượng quốc tế đáng chú ý trong ngày. Xin kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi năng lượng cho phát triển đất nước. Thưa quý vị, mới đây Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố từ Hà Tĩnh trở ra, không kể thành phố Hà Nội phối hợp hỗ trợ ngành điện kiểm tra giám sát số liệu điện tiêu thụ của hộ nghèo, hộ thu nhập thấp của địa phương. Hiện nay điện lực miền Bắc đã quản lý bán điện cho khoảng 5 triệu hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên sử dụng dưới 50 kWh điện trên tháng theo hướng dẫn của bộ công thương các hộ dùng điện sau công tơ tổng muốn được hưởng giá điện sinh hoạt cho hộ nghèo hộ thu nhập thấp phải đăng ký và được chính quyền địa phương xác nhận nhưng trên thực tế việc theo dõi số hộ sử dụng điện sau công tơ tổng này gặp rất nhiều khó khăn do các tổ chức kinh doanh điện nông thôn không có sổ sách rõ ràng thời gian tới cùng với việc giám sát chặt chẽ quản lý bán điện cho hộ nghèo hộ thu nhập thấp ngành điện cũng đầu tư nhiều công trình lưới điện trên địa bàn các tỉnh để giải quyết tình trạng quá tải đáp ứng điện sản xuất sinh hoạt của địa phương sử dụng cng để phục vụ giao thông vận tải là một hướng đi có nhiều lợi thế trong tương lai gần hiện đang được tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam tích cực triển khai trong các đơn vị thành viên với những yêu cầu trang bị và sử dụng các loại xe sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường những ưu điểm như khó bắt cháy giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn hạn chế nguy cơ cháy nổ lại là loại nhiên liệu rẻ đến nay đã có khoảng một phần ba số xe của đơn vị được pvn yêu cầu chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu cng về triển khai chủ trương chuyển đổi và sử dụng CNG cho xe ô tô của toàn ngành nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh của các đơn vị và đóng góp vào chương trình bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, hoạt động dầu khí là lĩnh vực đặc thù kỹ thuật cao, do vậy công tác đào tạo đội ngũ nhân lực trẻ chất lượng cao luôn được quan tâm đặt lên hàng đầu. Triển khai các hoạt động hướng tới thi đua lập thành tích kỷ niệm 80 năm thành lập Ngày Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thanh niên ngành dầu khí đã có những đóng góp quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn ngành. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, với năng lực trình độ và ý thức làm việc cao, thế hệ thanh niên ngành dầu khí đã có những hoạt động tích cực trong việc thực hiện, hoàn thành và đưa vào vận hành nhiều dự án trọng điểm của ngành, với nhiều công trình khai thác thăm dò cũng như các nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1 2, nhà máy điện Nhân Trạch và đặc biệt là dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng, cố gắng vượt qua khó khăn của môi trường làm việc đặc thù, góp phần gia tăng trữ lượng dầu khí và tiết kiệm chi phí hàng tỷ đồng. Sáng kiến là tận thu được cái nguồn khí thấp áp đang bị à, đang bị đốt ở sư tử đen bằng cách là thay đổi cái thông số làm việc của hệ thống máy nén à, thay đổi các cái à, từ làm áp suất nhiệt độ rồi mực bình và chạy cái mô đồ hai xích Phát huy vai trò của nguồn nhân lực trẻ này, ngành dầu khí đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên trực tiếp lao động sản xuất, tích cực hiến kế, đóng góp được những ý tưởng sáng kiến của tuổi trẻ về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, ý tưởng về quản lý, vận hành an toàn, ổn định để dần hoàn thiện hơn từng đơn vị trong ngành. Về mặt uh, hoạt động sản xuất kinh doanh, thì chúng tôi đã phát động phong trào uh, thi đua lao động sản xuất kinh doanh, uh, đảm các đoàn thanh niên thanh niên đảm nhận các công trình thanh niên, phần việc thanh niên và đảm nhận kết quả kết quả đã mang lại là các hoạt động sản xuất kinh doanh được đoàn viên thanh niên đảm nhận đã mang lại thành công rực rỡ là được đảng bộ và ban lãnh đạo tổng ty ghi nhận. Ngoài ra đoàn viên thanh niên của tổng ty tham gia hiến kế cùng với đảng bộ, ban lãnh đạo và đồng quản trị, ban tổng giám đốc tổng ty để phát huy các sáng kiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng ty thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện mong ước của Bắc Hồ để phát triển mạnh ngành công nghiệp dầu khí. Thế hệ thanh niên toàn ngành đang ngày càng phát huy nội lực, vận hành an toàn những công trình dầu khí quan trọng, góp phần phát triển và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Chuyển sang phần thông tin năng lượng quốc tế, thưa quý vị, mới đây giá dầu thế giới tiếp tục trên đà đi lên khi những bất ổn vẫn tiếp diễn tại Libya, quốc gia được coi là có trữ lượng dầu lớn nhất châu Phi. Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 4 năm 2011 tại New York tăng hơn 1,6 đô la Mỹ so với phiên ngày 22 tháng 3, lên 104 đô la Mỹ một thùng. Còn giá dầu Brent biển Bắc cùng kỳ hạn tại London cũng tăng 74 xu, lên 115,70 đô la Mỹ một thùng sau khi chịu sức ép giảm giá vào đầu phiên do hoạt động bán chốt lời. Các cuộc xung đột ở Libya tiếp tục chi phối các thị trường thế giới sau khi sản lượng 1,6 triệu thùng một ngày của nước này giảm hơn 3/4 xuống chỉ còn 400.000 thùng một ngày. Theo khảo sát của ngân hàng Barclay Capital, dầu mỏ với ngũ cốc sẽ là mặt hàng tăng giá mạnh nhất trong năm nay do giới đầu tư đều đặt cược vào khả năng gián đoạn của nguồn cung. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi năng lượng cho phát triển đất nước. Quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình vào lúc 17 giờ trên VTV3 và 3 giờ trên VTV4 của Đài truyền Việt Nam. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.